Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng cho bác em họa mi bộ to dáng ngũ trường các bác nhá. Đầu mặt rất là đẹp luôn các bác, mỏ vàng, chân cũng vàng các bác nhá, nhưng nó không được vàng ươm đâu các bác. Đấy. Móng bộ rất là đẹp, chim hót cao cầu các bác nhá. Dáng rất là trường chim luôn. Thì thông báo với các bác là em này chỉ thuần được 80% thôi nhá. Dành cho những anh em nào mà không nóng tính các bác nhá. Nếu anh em mà nóng tính mà chưa kỹ thuật chơi thì có thể tìm con sau các bác nhá. Còn những như chú chim như này anh em chỉ cần biết chơi một chút thôi, về nhà chúng ta sẽ hót rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể thấy chim đang hót một cái dáng dấp rất là đẹp đúng không? Rất là trường chim. Em này thì ngũ trường coi nhá, lông vàng. Đầu mặt đẹp họa nét coi nhá. Đấy, các bác nhìn không? Họa rất là nét luôn, nên em sẽ quay sát đầu mặt cho các bác xem nhé. Anh em bây giờ em sẽ quay sát đầu mặt cho các bác xem nhá. Em này đầu mặt đẹp các bác, lông lá đang hoàn thiện các bác nhá. Họa cũng khá là ok, đẹp, mắt xanh các bác nhá. Đây mắt xanh này. Quay cho các bác xem chân nhá. Chân rất là xương các bác nhá. Em này thì cũng được khoảng 5 rưỡi lồng rồi. Năm nay là thay mùa lông đầu tiên ở trong lồng các bác nhá. Chim sạch tinh chưa qua khai thác các bác ạ. Thank you.
họa mi rất là đẹp các bạn. Các bạn ơi, video em được 8 phút các bạn nhá. Em xin phép ba dừng video tại đây. Bác nào bổ kết con này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bạn nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá.